Bài số 13, lời chứng của Aston Adam Mbaya. Phần 14, 47.000 thành phố trên thiên đàng, không có bất cứ thứ gì dơ bẩn được vào thành Aston Adam Mbaya. Chào mừng, người yêu dấu. Đã đến lúc phải chuẩn bị cho giáo hội đón Chúa Kitô tái lâm. Đối với giáo hội sẽ được cất lên là giáo hội đang được chuẩn bị. Chúng ta phải nói chuyện với con dân Chúa về sự trở lại của Chúa. Từ địa đàng được nhắc đến 3 lần trong Kinh Thánh, nhưng từ này tiết lộ bí ẩn của sự tồn tại. Tôi ở đây để làm chứng về 47.000 thành phố của thiên đàng, dành riêng cho những người đã chiến đấu và chinh phục. Toàn bộ sự việc bắt đầu khi tôi đang đọc Kinh Thánh. Chính trong lúc thiền định này, tôi đã nhìn thấy một tia sáng lớn lóe lên như tia chớp. Và ở giữa ánh sáng rực rỡ này, tôi nghe thấy một giọng nói tuyệt vời đã nói với tôi và nói, Aston, bạn sẽ là nhân chứng của những thực tế mới mà bạn sẽ tiết lộ cho người dân của tôi. Bạn sẽ nói với họ rằng những người trung thành có cơ nghiệp vĩnh cửu được giữ cho họ trong cõi của ánh sáng đời đời. Bạn à, ở giai đoạn này, tôi đã có thói quen nghe tiếng Chúa rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn bị choáng ngợp khi gặp lại Chúa. Quần áo của Ngài tỏa sáng như ánh sáng và khuôn mặt Ngài sáng chói như mặt trời. Ngài vinh quang và toàn năng. Chúa nói, Aston, một lần nữa, tôi đến để đưa bạn đi hôm nay. Lần này đến với địa đàng của Đức Chúa Trời, bạn sẽ đến thăm vùng đất phước hạnh và vinh quang này, nơi những ngọn núi ca hát cho những linh hồn được ban phước của Đức Chúa Trời, nơi ánh sáng và pha lê tinh khiết và nước cùng muôn vật tôn vinh Chúa. Đó là vùng đất hạnh phúc của ánh sáng và niềm vui, nơi không có tiếng khóc, không lo lắng, không đau đớn và không vất vả của cuộc sống trên cạn. Địa đàng là một vùng đất nơi các linh hồn được cứu chuộc đang vui mừng về sự cứu rỗi và sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Vì chỉ có những linh hồn mà tôi đã cứu chuộc mới có thể vào địa đàng trên vương quốc thiên đàng. Chúa nói, Aston, hôm nay tôi sẽ đi du lịch với anh trong 40 ngày trên thiên đường để thăm 47.000 thành phố của các vùng trên trời. Khi nghe những lời này của Chúa, tôi thấy linh hồn mình bay lên trên thiên đàng. Và trong khi tôi bay lên trong không gian, tôi nhìn thấy vô số linh hồn đã khuất trên khắp thế giới. Chúng đang bay lên trong không gian về phía những vùng sáng. Chúng đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Tôi thưa với Chúa, những người này là ai và họ sẽ đi đâu? Chúa phán, hỡi con trai của ta, đây là những linh hồn được cứu chuộc mà ta đã mua huyết ta cho Đức Chúa Trời. Họ không chấp nhận những thứ của thế giới này. Họ đã không yêu cuộc sống này. Họ không chịu đi theo ma quỷ và dục vọng của hắn. Họ đã đi theo con đường của Chúa. Họ chấp nhận sự xấu hổ, bất thường. Họ đã chấp nhận những lời chỉ trích và chế giễu, và họ trung thành phục vụ ta cho đến chết vì ta có một dân tộc mà ta đã chọn, một dân tộc mà ta đã định sẵn vì ta biết những người thuộc về ta. Aston, những người bạn thấy đang vươn lên phía cổng trời đã nhận được lời của ta. Họ đã tuân giữ lời ta và họ kiên trì. Họ không yêu mạng sống của mình và họ đã phải trả giá để được thừa hưởng vương quốc ánh sáng vĩnh cửu. Họ sống xa dối trá và tội lỗi. Tôi nói, lạy Chúa, con có thể thấy rằng những linh hồn được cứu chuộc này đang cầm những chiếc lá dừa. Chúa phán, những chiếc lá dừa mà các thánh đồ đang cầm là dấu hiệu và lời chứng cho thấy rằng họ đã trung thành phụng sự ta. Đó là biểu tượng cho thấy rằng họ đã chiến đấu hết mình để làm theo đường lối của ta, họ đã chiến đấu để thực hiện sự trả giá của ta, và ý chí của ta cho đến chết. Hỡi anh em, tôi đã thấy những kẻ chết trong đấng Christ đang trỗi dậy và leo lên những cột trụ của thiên đàng hướng về miền thiên đàng. Và những linh hồn được cứu chuộc này tràn đầy niềm hân hoan của niềm vui vĩnh cửu. Họ ngây ngất và tràn ngập niềm vui. Tôi thấy họ mặc quần áo màu trắng sáng lấp lánh ánh sáng của thiên đàng và họ đang hát những bài ca ngợi khen Chúa khi họ đang bay lên thiên giới. Thật là tuyệt vời khi thấy những tín đồ trung thành này bay lên thiên đàng và tôi vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Khi tôi nhìn thấy sự thăng thiên này của các linh hồn đang hát những bài hát của người được cứu chuộc, Chúa Giêsu đã yêu cầu tôi nhìn xuống trái đất ở rất xa bên dưới. Vì chúng tôi đang đứng trong không gian. Khi tôi nhìn xuống trái đất, tôi thấy có 3 loại người trong dân số thế giới. Thực ra, tôi đang quan sát những người đàn ông trong không gian 3 chiều. tôi đã thấy 3 bộ phận của đàn ông trên trái đất. Ý tôi là, tôi đã nhìn thấy thể xác, linh hồn và tinh thần của họ. Về cơ bản, nhóm người đầu tiên mà tôi nhìn thấy có những ngọn đèn đang cháy và sáng trong tâm hồn họ. Nhóm thứ hai bị tắt đèn. Nhóm thứ ba không có đèn nào cả. Tôi nói, Chúa ơi, con có thể thấy rằng có 3 loại người trên trái đất. Chúa nói, Aston, những linh hồn có ngọn đèn chiếu sáng trong cuộc sống của họ là những người đã chấp nhận ta trong cuộc sống của họ, và họ trung thành bước đi trong các nguyên tắc của ta. Tôi nói, Chúa ơi, nhưng họ có vẻ đi chậm. Chúa nói, điều này có nghĩa là họ đã chấp nhận những đau khổ gây ra cho họ. Họ bị người ta chế giễu, nhạo báng, chỉ trích và chối bỏ, nhưng họ đã chấp nhận đau khổ để làm theo tiếng ta. Họ đã quay lưng lại với sự thịnh vượng, phước lành và hàng hóa của thế giới này. Tất cả những gì có ích cho họ trong cuộc đời này là giữ lời ta. Tôi nói, lạy Chúa, còn những người bị tắt đèn thì sao? Chúa nói, đây là những người đã chấp nhận ta trong cuộc sống của họ. Nhưng khi vinh quang, sự nhàn hạ, giải trí và những điều tốt đẹp của thế giới này đến, chúng lại chùng xuống. Họ đã từ bỏ con đường của Đức Chúa Trời vì hạnh phúc và niềm vui của thế giới này. Chúa phán, những người không có đèn trong tâm hồn là những người không bao giờ chấp nhận ta trong cuộc sống của họ. Chúa Giê-xu nói, khi ta trở lại để chiếm lấy hội thánh của ta, ta sẽ chỉ cất lên những ai có đèn sáng và cháy. Bạn là ánh sáng của thế giới. Một thành phố trên đồi không thể bị che giấu. Người ta cũng không thắp đèn và để dưới rổ. Thay vào đó, họ đặt nó trên chân đèn và nó mang lại ánh sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, hãy để ánh sáng của bạn chiếu sáng trước mặt người khác để họ có thể nhìn thấy những việc làm tốt của bạn và tôn vinh Cha bạn ở trên trời. Ma-thi-ơ 5, 14, 16. Anh à, khi tôi quan sát các nhà thờ trên thế giới từ không gian, tôi đã choáng váng vì tôi thấy họ đầy những người có đèn đã tắt và những người không có đèn trong tâm hồn, nhưng những người có đèn sáng lại ở bên ngoài nhà thờ. Tôi thấy các nhà thờ hát những bài hát cho Chúa, nhưng họ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi thấy những linh hồn đã đốt đèn cách xa các nhà thờ, nhưng những người ở trong các nhà thờ này đã tắt đèn của họ. Khi tôi tiếp tục quan sát những nhà thờ này, tôi thấy một thiên thần bóng tối lơ lửng trên một nhà thờ đang chặn những lời cầu nguyện của con cái Chúa đến thiên đàng. Chúa phán, những người này đến nhà thờ, nhưng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi quyền năng của Satan, nhưng những người được chọn của ta thì khác xa với sự xa hoa, giàu có và những thứ của thế giới hiện tại này. Họ không tìm kiếm vinh quang và sự giàu có. Tôi đang quan sát các nhà thờ trên thế giới, và tôi thấy vô số linh hồn trong bộ quần áo trắng bị bẩn và rách. Họ đã khóc và nói, lạy Chúa, xin hãy nhớ đến chúng tôi cũng muốn lên vương quốc của Ngài. Hãy nhớ những gì chúng tôi đã làm cho vương quốc của Ngài. Chúa nói, hỡi con trai của ta, những người mà con thấy là những người đi nhà thờ. Họ thích nghe tài liệu và những học thuyết sai lầm làm vui tai họ. Kết quả là họ đã thất bại trong việc thánh hóa bản thân. Họ đã tự làm hư hỏng mình qua một cuộc đời tội lỗi. Họ vẫn ổn khi sống trong tội lỗi, dối trá, gian dâm. Mặc dù họ đến nhà thờ, họ đã không giải quyết được vấn đề tội lỗi. Đó là lý do tại sao họ không thể đến vương quốc của ta. Tôi buồn cho những linh hồn đang chết trong tội lỗi. Họ đang cầu xin ta nhân từ, vậy mà ta không nhớ và trả lời những người tội lỗi sau khi chết. Thưa các anh em, tôi đã quan sát những linh hồn hư mất này khi họ chết trong tội lỗi. Họ không thể sống lại như những người được cứu chuộc đã tẩy sạch quần áo của họ. Những cơ đốc nhân xác thịt này đang cầu xin lòng thương xót và ân điển còn xa họ vì linh hồn của họ đã chết. Tôi nhìn thấy những linh hồn này trong sự xấu hổ khi họ đang bối rối và gặp rắc rối. Họ đã lang thang trên trái đất và chạy khắp nơi. Trong khi đó, những người trung thành đang bay lên không trung hướng đến cánh cổng bằng ngọc của vương quốc vĩnh cửu. Những linh hồn mặc áo rách đang lang thang trên núi và đất. Họ không thể đứng dậy vì họ đã không giải quyết được tội lỗi trong cuộc đời mình. Bất chấp những nỗ lực của họ, sự phục vụ và sự hy sinh của họ, họ đã không thể lên thiên đàng vì tội lỗi. Bạn yêu quý, sự sống trên trái đất là có hạn. Tuy nhiên, cõi vĩnh hằng đang chờ đợi chúng ta ở thế giới bên kia. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị hành trình về cõi vĩnh hằng. Những linh hồn đã khuất này bị bỏ lại trên trái đất và không thể bay vì đèn của họ đã tắt và con đường lên thiên đường đã bị đóng lại vĩnh viễn đối với họ. Khi chúng tôi ở trong không gian, khi tôi nhìn lên phía trên chúng tôi thấy vô số các vị thánh đã được cứu chuộc. Họ đến từ mọi nơi trên trái đất. Họ đã được rửa sạch khỏi tội lỗi của họ. Những vật chủ hùng mạnh của các linh hồn được cứu chuộc đã được hoàn thiện. Chúng được chiếu sáng như ánh sáng ban ngày. Những người khôn ngoan sẽ tỏa sáng như sự sáng chói của chiếc kim cương, và những người đã hướng nhiều người trở nên công bình như những vì sao đời đời, vì họ đều ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời, và họ đang vươn lên phía cổng của vương quốc vĩnh cửu của thiên đường. Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi đang chứng kiến sự cất lên của hội thánh Chúa. Tôi nói, lạy Chúa, thế giới có biết về sự thăng thiên và sự cất lên của những người này không? Chúa nói, đó không phải là trường hợp. Những linh hồn được cứu chuộc này đã trải qua cái chết và họ đã được chôn cất trong đất. Bây giờ họ được tôn vinh và họ đã đến vì họ đã giặt quần áo của họ và họ giữ đèn của họ cháy mãi mãi. Tôi đang chiêm ngưỡng những người đã chết trong Chúa Giêsu Christ vì họ tỏa sáng với một sự sáng chói mà tôi không thể diễn tả được. Họ đang cầm những chiếc lá dừa và họ đang hát cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi có thể đọc được khía cạnh trên khuôn mặt họ phản ánh tình yêu và hòa bình thiêng liêng. Họ đang hát một bài hát trên mặt đất nhưng được linh hứng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bài hát này có câu, hãy tôn vinh Chiên Con, vì Ngài là sự vinh hiển và đáng được ngợi khen. Chiên Con là đấng tể trị, vì Ngài là vinh hiển và đáng được ca tụng. Chiên Con có chủ quyền. Tôi nghe thấy âm thanh của đàn hạt và tiếng kèn của các thiên thần đang vang lên cho sự xuất hiện của những người được cứu chuộc. Tôi nghe các thiên sứ trên trời chào đón những người được cứu chuộc và nói với họ, chúng tôi rất vui mừng về những người anh em của chúng tôi, những người đã phải chịu sự bắt bớ, đau khổ và vẫn trung thành. Đã có một lễ hội lớn và lễ kỷ niệm ở đỉnh cao của không gian. Chúng tôi đã ở trong vùng mây sáng này, một thứ gì đó giống như huy hoàng, rực rỡ. Tôi nghĩ vùng ánh sáng rực rỡ này là điểm đến của chúng tôi. Nhưng Chúa nói, con ơi, đây chưa phải là địa đàng của Đức Chúa Trời. Nhanh chóng tôi nhìn thấy xuất hiện trước chủ nhà của thiên đường và cầu thang ánh sáng màu vàng đã được chuộc lại. Cầu thang sáng lấp lánh như pha lê. Chúa nói, đây là cầu thang của sự sống. Rồi đột nhiên, tôi thấy mưa từ trời rơi xuống trên người được cứu chuộc. Các vị thánh đã được phun mưa bởi nước trong suốt như pha lê, lấp lánh và trong suốt. Chúa phán, nước trong suốt và kết tinh của cơn mưa này là lời ta đang rửa chúng. Người ta viết rằng họ được thánh hóa bởi lời của ta vì rất nhiều thánh đồ này phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi phải trình bày họ với Đức Chúa Trời như một giáo hội vinh quang không tì vết hay vết nhăn hay bất kỳ vết tích nào như vậy nhưng thánh thiện và không chỗ chê trách. Ê-phê-sô 5:27. Khi Chúa đang nói chuyện, tôi đã rất ngạc nhiên và choáng ngợp khi quan sát những người đến gần, những người tràn đầy cảm xúc thiên thượng và những niềm vui và thú vị vĩnh cửu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bầu khí quyển này trên trái đất vì sự đau khổ ánh sáng của chúng ta, nhưng trong một khoảnh khắc, nó có tác dụng đối với chúng tôi một sức nặng vĩnh cửu và vinh hiển. 2 Côrintô 4:17. Những vị thánh chủ này đã chiến thắng cuộc đua và họ đã chinh phục. Tôi thấy cách họ ôm nhau trong cảm giác chiến thắng vĩ đại trước thế giới, xác thịt và ma quỷ. Họ tràn ngập niềm hân hoan trong tâm hồn. Có vẻ như sự thoải mái tương tự cũng được mở rộng vào vương quốc thiên đàng và những người đến thăm đã tràn ngập niềm vui sướng tột độ trong tâm hồn của họ. Đó là một khoảnh khắc trang trọng của chiến thắng. Tôi không cảm thấy muốn trở lại thế giới này một lần nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại nơi này trên đất liền. Sau đó, tôi thấy những người đã chết trong đấng Christ sống lại trong bậc thang của sự sống này. Khi chúng tôi lên đến đỉnh cầu thang, chúng tôi bước vào một đường hầm ánh sáng mạnh mẽ và vĩ đại dẫn chúng tôi từ tạo vật đến cõi vĩnh hằng. Khi chúng ta đến biên giới của thế giới vĩnh cửu, bạn à, tôi đã thấy một cảnh quan rộng lớn và xanh tươi và tôi thấy một thành phố đồ sộ và khổng lồ mà tôi không thể diễn tả được. Thành phố không thể diễn tả được. Tôi thấy rằng thành phố vĩnh cửu được bao bọc bởi một bức tường vượt quá tầm nhìn. Có giai điệu thiên đàng và các bài hát ở khắp mọi nơi. Thành phố được xây dựng bằng kim cương, vàng và các loại đá quý. Tôi nói, Chúa ơi, nơi này là gì? Chúa phán, hỡi con trai, điều con đang thấy từ xa là địa đàng của Đức Chúa Trời. Có 47.000 thành phố trên thiên giới, và bạn sẽ dành 40 ngày trong kinh đô ánh sáng để tham quan 47.000 thành phố vĩnh cửu trong vương quốc thiên đường. Con trai của ta, ta đã làm tất cả mọi thứ cho nhân loại. Đây là những gì ta đã chuẩn bị cho nhân loại. Mỗi thành phố này có quy mô của một quốc gia trên cạn của trái đất. Tôi đã rất choáng ngợp và không đi lang thang để xem thành phố tuyệt vời này. Thành phố rộng lớn đến nỗi tôi không thể nhìn thấy nơi bắt đầu và kết thúc của nó. Cổng thành là vàng và ngọc trai tinh khiết nhất. Nó sáng như pha lê. Bức tường của thành phố này được trang trí bằng nhiều viên đá quý và nó phát ra ánh sáng nhiều màu. Bức tường thành rộng lớn thu hút sự chú ý của các vị thánh được cứu chuộc. Tất cả đều hoàn hảo, hấp dẫn và đẹp đẽ. Tôi không thể mô tả thành phố. Nó thật hùng vĩ và lộng lẫy. Tôi đã nhìn thấy khung cảnh thiên thể khổng lồ này và tôi đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước mặt này của vùng đất rộng lớn này. Tôi thấy rằng có 12 cổng mà qua đó các vị thánh được nhận vào thiên giới. Những cánh cổng này có vẻ giống như của một nhà thờ Công giáo. Tại mỗi cổng trong số 12 cổng của thành phố thánh, có 2 thiên thần đang làm việc trong nghi thức và chào đón những linh hồn mới được cứu chuộc đến. Tôi nghe họ nói, chào mừng đến với địa đàng của Chúa. Tuy nhiên, để vào được cổng thiên đàng, cần có những điều kiện. Tôi thấy cánh cửa chỉ được mở cho những AI đang hát những giai điệu của thiên đàng và những người bị tách biệt khỏi thế giới bằng cách thanh lọc bản thân. Kinh Thánh nói, hãy vào cửa Ngài với sự tạ ơn và các tòa án của Ngài với sự ngợi khen. Hãy tạ ơn Ngài và chúc tụng danh Ngài. Vì Chúa là điều tốt lành, và lòng sùng kính yêu thương của Ngài còn tồn tại đến đời đời. Sự chung thủy của anh ấy vẫn tiếp tục đến tất cả các thế hệ. Thi Thiên 104:5. Khi chúng tôi đến trước cổng thành, Chúa đã vào bên trong thành và cánh cổng tự đóng lại sau lưng Ngài. Những người vào cổng thành từng nhóm. Cổng được xây bằng nhiều loại đá quý. Tôi thấy rằng trước 12 cổng thiên đàng, có một hàng đợi các linh hồn được cứu chuộc và tôi có thể nhận ra các mục sư, ca sĩ cơ đốc, thậm chí cả người thân của tôi và những người nổi tiếng. Tôi là người đầu tiên xếp hàng trước cổng thành. Và khi Chúa vào, tôi đến gõ cổng để Chúa mở cho tôi. Tôi đang gọi cửa mở cổng cho tôi. Nhanh chóng, 2 thiên thần giữ cổng đến và nói với tôi, bạn sẽ phải hát một bài hát thiên đàng để có được cánh cổng mở cho bạn. Các bài hát của Thiên Chúa là những bài hát của cơ đốc giáo mà bạn hát trên trái đất được Đức Thánh Linh Linh cảm hứng. Đó là lúc tôi bắt đầu hát một bài hát cơ đốc. Vì bài hát mà tôi đang hát không có cảm hứng, tôi thấy tôi không còn mặc áo trắng nữa vì tôi đã khỏa thân. Thiên thần nói với tôi, bạn cần phải có một bộ quần áo màu trắng để vào thành phố. Bạn sẽ cần phải hát một bài hát thiên thanh. Khi tôi đang nói chuyện với các thiên thần, tôi nhìn thấy ở một khoảng cách tương đối một nhóm thiên thần đang hát một bài hát cơ đốc giáo cổ xưa mà chúng tôi hát trên trái đất có nội dung, đây là sự kết thúc đau khổ của tôi. Tôi sẽ đến đó giữa các thiên thần để gặp Chúa. Chính khi tôi bắt đầu lặp lại bài hát này, chiếc áo trắng đã trở lại trên tôi và cánh cổng thiên đường đã được mở ra cho tôi. Tôi hiểu ra rằng nhiều bài hát chúng ta hát trên trái đất không được truyền cảm hứng. Khi tôi gia nhập với Chúa trong địa đàng, Chúa đã đưa tôi ra ngoài một lần nữa để tôi có thể nhìn thấy các thánh đang đi vào cổng thành như thế nào. Trước 12 cổng thiên đàng, tôi thấy các thánh đang vào vương quốc với 10 bài hát phúc âm phổ biến mà chúng ta hát trên trái đất. Đây là những bài hát cũ đã được nhiều người biết đến. Và 4 trong số những bài hát này là của anh Alan Moloto. Các bài hát tin lành cũ được truyền cảm hứng, bao gồm các bài hát cũ từ các nhà thờ phục hưng. Các bài hát hiện đại hầu hết không có cảm hứng. Trước cổng thành trong hàng đợi những người được chuộc, tôi thấy một ca sĩ nổi tiếng của Tin Mừng Congo. Cô ấy đang hát bài hát của chính mình để vào cổng thành. Tuy nhiên, những người giữ cổng thiên thần nói với cô ấy, bạn không thể bước vào vinh quang vì các sản phẩm trang điểm mà bạn đang sử dụng trên trái đất. Nữ ca sĩ Tin Mừng, chị Mary không thể vào nơi an nghỉ vì tóc giả, đồ trang sức và các sản phẩm trang điểm. Tương tự như vậy, phụ nữ phải ăn mặc phù hợp với sự khiêm tốn và tự chủ. Trang sức của họ không được bằng tóc tết và vàng, ngọc trai hay quần áo đắt tiền. 1 Timôthê 2:9. Khi nữ ca sĩ Mary bắt đầu khóc, thiên thần báo cho cô biết rằng vì trang sức bên ngoài nên cô không thể vào được. Nữ ca sĩ rơm rớm nước mắt và than thở. Cô ấy nói, tôi đã hát rất nhiều bài hát cho Chúa và đang gây dựng cho nhiều người. Tôi thậm chí đã cứu được những linh hồn nhờ âm nhạc của mình. Làm sao tôi có thể bị loại? Anh ơi, anh có thể đến trước cổng thiên đàng. Tuy nhiên, đây là nơi của sự bầu cử của Chúa. Chỉ những người đã thanh tẩy bản thân mới có thể vào thành thánh. Bà chủ vừa khóc vừa hối hận. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Chúa gầm thét trong thành phố. Chúa nói, ta chưa bao giờ biết ngươi, tôi tớ của tội ác. Hãy lui ra khỏi ta ngay lập tức. Cô ấy bị đưa vào bóng tối bên ngoài. Sau đó, tôi nhìn thấy một phụ nữ Cơ Đốc giáo, người tiếp theo trong hàng đợi. Cô ấy cũng bị cấm khỏi thiên đường vì chiếc quần mà cô ấy đang mặc ở trái đất. Tôi thấy một câu kinh thánh cuộn trên bức tường Jasper, nơi người ta nói rằng phụ nữ không được mặc quần áo của đàn ông. Đàn bà không được mặc bất cứ thứ gì liên quan đến đàn ông cũng không được mặc áo của đàn bà, vì tất cả những ai làm như vậy là gớm ghiếc cho Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Phục truyền luật lệ ký 22:5. Chị ơi, nếu chị mặc quần, chị không được vào thiên đàng, dù đó là quần của phụ nữ. Sau đó, tôi nhìn thấy một ca sĩ người Congo khác. Đó là anh Alan Moloto. Tôi thấy anh ấy mặc đồ trắng và bộ quần áo màu trắng của anh ấy bị nhuộm đỏ. Tôi hỏi Chúa, tại sao áo của ông ấy bị nhuộm màu đỏ? Chúa nói, đó là bởi vì anh ấy đã hy sinh chính mình cho lời chứng của Tin Mừng. Anh ấy là một liệt sĩ. Trong khi ca sĩ Alan đứng trước cổng thành, tôi nghe thấy giọng nói ầm ầm như sóng nước lớn. Đây là tiếng nói của Chúa. Thật ra, Chúa đã hỏi ca sĩ anh Alan 7 câu hỏi, đó là 7 điều kiện để được vào vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa hỏi ông câu hỏi đầu tiên, con có đọc lời ta thường xuyên không? Ca sĩ trả lời, Chúa ơi, Chúa biết điều đó. Chúa hỏi anh câu hỏi thứ hai, anh có cầu nguyện thường xuyên không? Anh ta trả lời, Chúa ơi, Chúa biết đấy. Chúa hỏi ông câu hỏi thứ ba, bạn có đang truyền giáo cho người hư mất không? Ca sĩ trả lời, lạy Chúa, con đã làm đúng nhiệm vụ của mình. Chúa hỏi anh ta câu hỏi thứ tư, anh có trung thành khi dâng phần 10 của mình không? Ca sĩ trả lời, Chúa ơi, Chúa biết điều đó. Chúa hỏi ông câu hỏi thứ năm, con đã rao giảng Tin Mừng và lẽ thật chưa? Ca sĩ trả lời, tôi đã làm nhiệm vụ của mình. Chúa hỏi anh câu hỏi thứ sáu, cho đến cùng, anh có là một tín đồ Đấng Christ trung thành không? Anh ta đáp, lạy Chúa, con đã vấp ngã, nhưng con đã được Chúa Thánh Linh nâng đỡ. Chúa hỏi anh ta câu thứ bảy, anh có hỗ trợ người nghèo, trẻ mồ côi, quá bụa không? Ca sĩ trả lời, Chúa ơi, Chúa biết những việc làm của con. Chúa nói, tôi tớ trung thành, bây giờ bạn đã được nhận vào vương quốc của ta. Ngay lập tức tôi nhìn thấy 7 thiên thần tươi sáng đi ra khỏi thành phố, để chào đón người ca sĩ đang rơi nước mắt, vì anh ta đã đánh bại hệ thống thế giới. Vào lúc đó, Chúa Giê-xúc đã nói với tôi, đây là sự cứu rỗi thực sự đã được cứu chuộc. Người đàn ông này đã chiến đấu cả đời để kế thừa vương quốc thiên đàng. Hãy nói với thần dân của ta, kẻ sẽ vượt qua và chinh phục trong trận chiến này chống lại hệ thống của thế giới mà hắn sẽ kế thừa vương quốc này. Anh Alan Moloto rất xúc động vì anh đã vượt qua được hệ thống thế giới của kẻ thù. Chúa nói, hỡi con trai của ta, con phải chiến thắng thế gian để kế thừa vương quốc thiên đàng. Anh chị em ơi, khi tôi trở về trái đất, tôi đã quyết định làm việc để đánh bại hệ thống này của thế giới. Song, từ ngày Giăng Báp Tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy. Matthew 11:12. Chúa nói, Aston, ngay cả khi con đã nhìn thấy thiên đường và địa ngục, nếu con không bước đi phù hợp, con sẽ không trở lại đây vì những người bị vấy bẩn và ô uế sẽ không vào địa đàng của Chúa. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con, Khải Huyền 21:27.